Ok, và bây giờ đi nướng củ lan. Có bếp lửa. Hey, can cook happy this one too? Cook them on in the ground? In the like this too, delicious. Now? Yeah, 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 where you cook, so can cook too. Yeah, I got a bag of spuds too. So that's, you make this one, right? And cook this one or? No, cooking that, that's weed. You want some weed? Yep. That chicken or? Lamb. Lamb, yeah. Yeah, sheep. Good. Oh, I've been out of beer this early in a fucking long time. Nah. Fucking good. Cheers, mate. Boy, never above you, never under you, always beside you. Breakfast beers. Yeah, I see that. I see that. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Got a real footage from on the ground here now. Live reports. Mình, đang đi cắm trại cùng với so this bạn ready to cook, right? Yeah. Những cái thành viên trong câu lạc bộ Ducati Club. When cook? When? Hả các bạn? Thì đây là cái nông trại mình đã quay cái video ở nông trại này. She's amped, hey? She's amped. Fuck it, let's go. Những cái video trước rồi ha. Bây giờ thì trước mình đi cắm trại chỗ này thì cái bạn này nấu làm cái bánh á, thì cho mình ăn thử rất là ngon các bạn. Cho nên là cái đợt này là đi kêu bạn này là mình muốn làm cái video để chia sẻ cho mọi người có thể xem ha. Có thể xem, có thể học hỏi để làm bánh ha. Thì đây là cái bánh, những là bánh bạn mình nói là đây là cái bánh truyền thống của Australia, của người bacon, của người Úc ha. Thì we make some Nutella ones or what? There's the whole thing, man. I made that fucking cross, mate. Wow. Do you want to wrap these in foil? In the foil paper? Yeah, we've got foil. Oh, you got some. All right. Yeah. No, I just saw you had them out, but all right. Nó sẽ ít tốn kém hơn. Thời điểm hiện tại hiện nay á thì là kinh tế phát triển, với lại là có rất nhiều loại bánh trái là người ta làm sẵn á, bán trong siêu thị rồi đó. Đó, rất nhiều, cho nên là người ta cũng ít làm bánh này lại ha. Cho nên là khi mà mình đầu tiên mình ăn cái bánh này, các bạn, mình cảm thấy nó rất là ngon. Với lại mình cảm thấy y như là nó cái gì là nó mộc mạc mà nó rất là ngon ha. Đó là cái cảm giác của mình đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên mình ăn, mình tưởng nó là cái đại người mua của Lan, mua xong rồi người ta làm sẵn rồi, chỉ làm nóng lên mình ăn thôi, chỉ nướng lên mình ăn thôi đó. Mình mới kêu bạn mình là khi nào đi siêu thị thì mua cho mình cái bánh đó để về mình nướng mình ăn. Xong bạn mình nói cái bánh đó là làm chứ không phải là mua đó. Xong rồi bạn là
thì đó là làm, cho nên là đó mình mới kêu bạn này là hôm nay làm lại đi để mình sẽ làm video chia sẻ đến cho các bạn xem ha, cho mọi người ở Việt Nam xem, rồi cũng như là mọi người ở những cái nước khác á, thì người ta có thể xem. Tại vì mình thấy khi mà tự làm bánh ở nhà như thế này rất là thú vị các bạn, với lại là rất là ngon ha, rất là dễ làm, với lại là ăn á, ăn làm ở nhà là ăn nóng luôn ha, thì rất là ngon đó. Thì mình thấy ở bên Úc các bạn thì đa số là nam giới người ta nấu ăn nhiều, là nấu ăn rất là ngon, với thường là người ta sẽ nấu ăn ha đó. Hey honey, come here please. See how he measures out the cup and how you see here. No, I think you're about right there. Tyson looks real basic. Chuyện là thích nấu ăn ha. Đó cho nên là khi mà mình thấy hai bạn này nấu ăn đó. Một bạn thì đang làm bữa sáng ha. You make sure he does it properly. Sandwich với lại trứng rồi đó, với lại and come back early, bacon thịt nguội các bạn đó, đó để ăn sáng. Thường cái món ăn sáng này thì bên Úc người ta rất là phổ biến, rất là thường hay ăn vào bữa sáng, tại vì cũng rất là nhanh với lại làm dễ, ngon ha. Đó tên là đó. Mình chắc cũng là vậy là. Người thích ăn uống các bạn, với lại mình thích cái dạng là ẩm thực, nhưng mà thực ra là mình không có biết nấu ăn các bạn, nhưng mà khi mà mình ăn cái món nào ngon hay này là bánh rất thích chia sẻ ha, cho nên chính vì vậy mà mình good morning làm cái video này để các bạn có thể xem. Oh, you had a today good camera. Oh, so you want around the camera yet? Always got the camera at the ready. How are we all? Thì cái bột này các bạn, cái bột này thì là bột bây giờ các bạn mình mua trong siêu thị, thì khi mình đi siêu thị mình cũng thấy cái bột này. Cái bột này á thì thực ra là mình cũng không có biết tên là gì, nhưng mà mình mới dịch Google dịch ha. Thì mình thấy đây là cái bột mì người ta trộn sẵn với là bột nở với lại muối ha. Đó, yên là người ta sẽ trộn sẵn thôi. Bây giờ là mình lấy cái bột này với mình pha một chút nguyên liệu. Butter. Need butter. Thì làm rất là dễ ha. Your man got butter. Okay. Don't worry. But you won't miss much. I won't do anything more. Okay. Okay. So yeah. Three cups flour. One water. One cup or 3/4 of a cup of water. Not full cup. Ah, yep. Little bit of salt. Muối. I'm getting there. And I go. Sure. A little sugar. Yep. And then butter. How is this butter? Or nav? Đường, miếng đường, miếng muối. We got a metal spoon. We can heat this up on a bit. I got no idea. Mắc khó. Sau khi trộn những cái nguyên liệu cần thiết, đó là 3 phần bột, 1 phần nước, 1 xíu muối, bơ, với lại 1 ít đường ha. Tại thường cái bánh này sẽ là ăn ngọt các bạn, cho nên là xíu sẽ bỏ những cái mứt hay là kia. Còn butter. Nếu mà ai muốn ăn ngọt hơn thì có thể bỏ thêm đường hoặc là bỏ ít đường thôi, tại xíu mứt á, ăn chung với mứt thì mứt đã, cái mứt nó đã ngọt rồi ha. Mix for long time. Đó. Và bây giờ tới công đoạn là nhào bột, đánh bột lên cho nó đều á. Đó, đây là công đoạn là nó hơi lâu một xíu, chứ là đòi hỏi phải dựng lên. Cái tay phải đánh bột xíu lên, cuộn nổi lên đó các bạn. Đó. Thì trong khi bạn kia đánh bột thì mình sẽ quay video mình nấu ăn ha. Đó. Công nhận đúng là con trai nấu rất là nhanh.
So cooking outside looks thường đi cắm trại nice. Các bạn thì I love like sẽ đem theo bếp ga đầu này kia hết, nhưng mà khi mà đốt lửa như này á sẽ tận dụng lửa than nè để nấu ăn ha. Với lại khi mình cảm thấy là khi mình nấu ăn trên lửa than á thì cái thức ăn nó sẽ ngon hơn, hoặc là nó chiêu hơn các bạn đó. I have some make the video and vậy mà I mình give cũng you the video you can make for me. Ở lửa than hơn ha. Rồi có đem bếp ga nhưng mà ít sử dụng lắm. Thì nào ví dụ trời mưa thì không có đốt bếp lửa ngoài trời được á thì mới sử dụng bếp ga ha. More a little water. A little bit more water. Thì thường cái bánh này là sẽ nướng ha. Đó. Mix together, trộn lên. Rồi, bên đây là đang nấu buổi sáng. Lúc nào cũng có lửa than hết ha. Nấu ăn, sưởi ấm rồi. Oh, so nice. Sẵn sàng hết. Yeah, I didn't bring anything decent to mix it with. This... Wow. Nice. Thường các bạn những cái bếp như thế này á là mọi người tự chế không mà các bạn à, thì cái chỗ mà để đốt lửa nè, đó cũng là một cái gì đó người ta chế ra ha. Rồi cái bếp để nấu cũng vậy luôn ha, chế ra. Đây cố lên. What are you laughing at? Don't have the dish. Nah, it's okay. So did you have any put here some minute. Put here some minute or can cook now or yeah, get an alpha and I'll show you what the next step is. Yeah, I'm just wondering about with the weight you're carrying, you know. Oh, we need some plates and stuff, right? Okay, now can cook here. Ah, you cook very nice. Cook very quickly. Yeah? Yeah, you cook very good. There we go, bro. Front pocket of that. Show some plates. It's lovely. Nấu ở dưới bếp lửa than á thì rất là ngon các bạn. Ok. The next step. Ok. Yeah. We got you there. He loves that fucking horn. And so you know if you know what happens if you sleep in? He's gonna wake you out of that right next to your fucking head, the prick. No, look, I'm trying, Whitey. Look, I've got the tailgate up. You're gonna use the box. I've got the keys in the ignition. I will find you and I will burn it down. I'll cut it down. Rồi bây giờ cái đoạn là chuẩn bị để nướng ha. Thì khi mà bột đã đánh bột xong rồi á thì and you come look. Yeah. See how there's still little bits of butter? Yeah. Butter.
You want to get it all mixed up. And normally, you want a better knife and cut through. And cut through, squish. It's normally better with a better knife. Nhưng mà trong quá trình mình đánh bột á, mình vẫn thấy bột nó khô quá thì mình có thể thêm nước ha. Đó, tại mình thấy bạn này là có thêm nước nữa. Thì đó, mình đánh như thế nào, mình canh như thế nào để cho bột nó dẻo dẻo mà nó như thế này là ok ha. Mate, he's probably already smashed. I don't even know what's going on. Rồi sau đó mình sẽ đi nướng ha. Thì đây là một cái món bánh quay vào honey rất là ngon. It's that time. That's next year. Thì ở Úc thì biết là I'm okay. Ta rất là chịu chịu túc như này đó, rất là thú vị luôn ha. Khi ở Việt Nam á thì mình nhớ là lúc mình có đi cắm trại một hai lần, nhưng mà mình không có thật sự là thích lắm ha. Cái lúc đó vậy là khi mà mình đi học lớp 12 xong rồi vậy là có cái cắm trại, nói chung là như là xong rồi á, học xong rồi bắt đầu là người ta tổ chức cắm trại theo lớp đó các bạn đó, tức là một lớp sẽ có một cái trại đó thì có những hoạt động á đó, nhưng mà đó là dựng ở đây quấn lại với bà tại nhà bỏ đi ha. Còn như này á thì đây là món ăn những là chơi theo nhóm bạn một tiếng thì đó là diện là cắm trại tự túc, tức là mỗi người sẽ có một trại riêng nhưng mà sẽ cắm trại theo chung với bạn bè đó. Thì cái này thường là mình thấy bên đây rất là chủ cái cắm trại như này các bạn. Ở Việt Nam thì mình thấy rất là ít ha, nhưng mà hiện tại ở Việt Nam mình thấy vậy là cũng bắt đầu cũng có là xu hướng cũng là đi cắm trại như là đi Đà Lạt hay là đi biển gì đó ha. Thì mình thấy don't need milk. Hình thức đi như này cũng rất là thú vị các bạn. Don't need milk. Don't need milk. Cái cảm giác là thoải mái, thư giãn sau những cái ngày người ta đi làm á. Ở bên đây người ta đi làm rất là dựng là cũng rất là tập trung ha. Làm là làm. Đó. Mà đi chơi là đi chơi ha. Nhưng mà khi làm thì là tập trung đi làm. Đó, cho nên là sau những cái Did you hear him about fucking? Cắm trại theo nhóm gia đình hoặc là theo bạn bè ha. Đó. Rồi cái công đoạn mà gói xong rồi các bạn thì bắt đầu là bắt đầu sẽ để vào than để nướng nha. Rồi ok, là bắt đầu là sẽ bỏ vào cái than để nướng ha. Thì cái này là nướng với lại cái than vậy là cũng cái than vừa phải, không có nóng lắm các bạn, tại vì khi nóng quá nó sẽ bị nhanh cháy á, nó không có chín ở bên trong mà nó sẽ cháy ở xung quanh nước ngoài đó. Rồi ok, và bây giờ bỏ vào đây và đợi khoảng 10 phút, 15 phút. Rồi bắt đầu sẽ xem như thế nào ha. And always, this is
clean this straight away because that stuff's like glue. Nấu khoảng 5, 10 đến 15 phút. Yeah. It's basically paper mache, bro. Just without the paper. So, it's literally paper mache without the paper. Right, now it's really burning me. And by banana leaf, what you cook with? Roast. The meat. The lamb. Ah, yeah, okay, lamb. That goes underground. Yeah, yeah. Peanut. He's a fucking peanut. He's just gonna sit there and look at it. He's just sitting there. No, he's just sitting there for the sake of it. Dad, you're a goose. Why do you have to embarrass me? Why do you have to embarrass me in front of all your friends? Dad, you're a goose. Why do you have to embarrass me in front of all your friends? I'm trying to teach. Well, if you fucking say so. Couldn't ask for any more. Okay, you have breakfast. I'll come back later. Five minutes. Okay. Rồi, trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi qua cái trại của bên mình ha. Để xem mọi người có những cái hoạt động gì bên phía này nha. So this one fire overnight. Yeah. Take those coals nice and hot. Take the ground warm. Yeah. Always gotta burn through the night. I think I actually could tell when that fire started putting off heat because I started to feel the cold in there a lot more. But this heats up all in here at night. I got up for a leak, man, and up here, in here wasn't too bad. And I walked over there and I was like, oh, I feel like I'm just walking out my front door. Yeah. What do you reckon? Yeah. Give me a gaze. No, it looks like fuck. Yeah, I've got so far too far down there, I reckon. Okay, và bây giờ not cooked. Yeah, not cooked yet, still gooey. Yeah, lấy bánh ra để mà xem ha. You always lose it. Coi kiểm tra xem nó ok chưa. What do you call it? Boiling, being alfoil and shit. Maybe some this one more on the top. Well, then cook too sau fast, khi mở ra then. Xem thì cái bánh vẫn chưa ok các bạn thì phải cần phải nấu thêm khoảng mấy phút nữa ha. Yeah. Still red hot. Is it still hot? Go and stick your finger in there. I did.
silly duffer. Hey, what are you ring there? Find many good things. You look like go shopping. Yeah, I go shopping in the container. There you go, twice as much as you want. And look, this is pure Bologna spring water from the Ducati factory. Oh. Ah. Badged as Pellegrino. Good. Badged as Pellegrino. But it's actually Ducati water. Yeah. Filtered through the motors. That's right. Live your sparkling Italian experience. There's that fucking water. Share the Italian passion. Ducati water. What are those fucking going to bring next? It's a Fagula Bastarda. It's fucking almost time to get naked. This very long time before, right? Long time before. Yeah. Yeah, you know, I'm all like watching it. Look, we have stripper. So need to collect some wood more, no? Now? Yep. Good. We've got to take our clothes off first. We're going to do naked wood collecting. Hey. No, that's the rules. Too cold, please. Hey, isn't that the rule? Naked wood collecting. I've already started. Yeah. So come on. Come on, Yul. No. Come on. Okay, đây là một cái giây phút rất là chờ đợi nè các bạn. Đó. Little bit burnt, but that's okay. Peel that off. Cool. Look cool. That one's not bad. Ooh. That's perfect. Oh, that's doughy. Oh, that doughy, Betty. They're hot, aren't they? They do have a bit of heat to them. Wow, too hot. That's all for the video. I'm a cameraman, showman. Đó, nấu xong rồi các bạn, nấu khoảng 10-15 phút á, nhưng mà nấu dưới cái lửa không có nóng lắm. Thì bây giờ sẽ tạo một cái lỗ ha để mà chế mật ong vào để cho nó đừng có tràn ra bên ngoài đó. Rồi chế mật ong vào. Thì cái này sẽ thường ăn với mật ong nè, hoặc là mứt ha, mứt dâu, mứt cam gì đó. Rồi hoặc là ăn với sô cô la các bạn. Chốt lại ha. Sô-cô-la thì người ta có bán nhận là xịt ra nó giống như tương ớt vậy, nó sệt sệt á. Đó thì sô-cô-la nó ngọt ha. Mật ong. Đó thì nó rất là ngon. Cái đợt trước mình ăn sô-cô-la, cái đợt này mình ăn mật ong ha. Wow. Nói chung là rất là ngon. Cái bánh rất là cái mùi nó rất là thơm. Và cái mùi vị á, cái bánh mà tự làm nó sẽ ngon các bạn, nó rất là ngon đó. Nói chung là thì qua cái video này các bạn có thể thử ở nhà để mình làm ha. Thì theo mình thấy cái bánh này á nó sẽ ngon khi mình ăn nóng ha, còn nếu mà để nguội rồi ăn sẽ rất là ngán ha. Chocolate, cái mùi nó thơm mà nó bùi bùi các bạn. Rất là ngon. Mm.
Fresh bread. Yeah. Ở bên trong nó hỏi luôn. Đây, cảm giác thích thú ở đây các bạn. Nóng ngoài trời, ăn uống ngoài trời ha. Cũng là mát. Oh, that's fucking beautiful. You, out of 10, 10 out of 10? Yep. Winner. Call it what you want, I'm just getting fucking beers. Nóng hỏi luôn, khói bốc lên. You want more? Over there. Okay. Thank you so much. Perfect. Thank you. Yeah. Hey, what's it up? Really good, right? Yeah. I love this too much. Sorry? I love this too much. Smells so right, smell good, hot. And simple, right? Max simple. Simple? Max very simple. Not yeah. Not different. Yeah, just flour and milk. Đây bên đây mọi người đang lụm củi. What do you got there? You? So delicious. Oh, damper. Oh, delicious. Maple syrup. Yeah, you smell good, right? Yeah, the maple syrup. You're easy to please, aren't you? You need to make for me this way, this one. No, I don't need to make for you. I should make for you. At home, you make for me, please. Invite Tyson round. Worthy? Boys? Hey, no, I'm good, thanks. Delicious. It's not a dead bod, it's a father figure. No, I've got this one. Try no, it. No, that's sweet, I want bacon. This sandwich? Bacon and sandwich? No, yeah, no, I'm going to use a plate. What I have you? Huh? All good. Show you a little trick.
simple food. And mixed with mango? Oh, no, 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 no. I thought that was in there. I just had to move it. Oh, wood. Oh. Yep. I'm a fucking hero. Look at the wood. Wait till you use the spirit soak. Đó, bây giờ lượm củi các bạn, xong rồi bắt đầu là di chuyển mấy cái xe hơi đi chỗ khác hết ha. Cho nên là tranh thủ lấy cái xe để chở củi để tối đốt ha. Bây giờ thì nắng lên này, bây giờ là 9 giờ, nắng lên là sương mù nó đã bay hết rồi, ha. Nhưng mà mọi thứ vẫn còn ướt nhẹp ha. Đây, mọi thứ vẫn còn ướt nhẹp. Đó nè mọi người, có một vài người chạy xe mô tô, bữa nay người ta mới tới nè ha. Đó, bây giờ người ta sẽ tìm chỗ để người ta cắm trại nha. And Jack, I'll take a photo of this for our insurance obligation. Yeah. Đây năng lượng mặt trời ha. Yeah, we're 50-50. So why you do that? For people not come here or what? Yeah, well, like last night, people were walking through there and falling in the that trench that I dug. Remember when it rained? He's pulled it off. You know, he's presented this Rene Pogel with his other wine collection. That's the and the judges. Oh, healthy food for orange. Orange. Yeah. Orange. This is yep. Market. Good. You want some? No. Clear this one, good mo. Up this one, I clear for you. Up this one. Sweat. Yeah, it's all the moisture in the air. Yeah. Honey, some wine for me. What's it, Chris? No, I had some fruit juice and ready drink. Yeah, well listen, what we're doing is Jack's going for a scope. Jack's going for a scope on the bike to find where it is, and then we're gonna do that. Good, great fruit. Let's get some bites out there. Jump on that one with us. Where are you on the back bus? You're on the back bus. Yeah. That old chestnut. Hey, honey, where you go? Go look for wood. Big pile of wood. And then we'll take the car, the trailer. Yeah, no, it's still leaking. Yeah. It's almost drained the tank. Wow. Yeah, how many K's did you say? 1054. Rồi thì sau khi ăn sáng rồi này kia xong thì bạn mình với mình là đi qua củi ha, đi qua đây lấy củi về cái chỗ trại của mình để có củi để đốt và sự ấm và thì bên đây là gặp một vài người bạn mình với ha. Thì đây là một người bạn của bạn mình, là người bạn này thường làm cái video để lưu lại những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm của những cái đợt cắm trại trước các bạn. Đó là khoảng mấy năm về trước á, là mình có xem video của cái người bạn này ha. Thì cái video rất là đẹp luôn, ghi lại những cái khoảnh khắc cắm trại, là những cái khoảnh khắc vui đồ.
So what camera you had? Thú thì loại này là có những là đầu tư cũng hơi kỹ ha. Máy camera rồi với lại flycam ha. Video rất là đẹp luôn. That you the this one or Yeah, I just got some nice stuff now with the mist. I flew up above the mist, and it looked really cool. I can't wait to see that. But yeah, this is a beast, this thing. And I just got this new lens, gives me 24 to 240, because it's full frame, big full size sensor. Yeah. So yeah, it's pretty nice. Yeah. But not like you. No stable. Well, it's got in-body stabilization, and the lens has got stabilization. Mm. But it's not the same as a gimbal. Mm. But it's good enough. Yeah. So that's the big view, right? Yeah, that zoomed out fully. But usually you walking or you put somewhere only you put somewhere or you walking with this one and try not to fall in harms. I'll walk and film, but yeah, try and walk really and only zoomed out. You zoom in, you can't move. But yeah, that's good. And the memory. I've got one other rồi, lens. Rồi, đây là mãi mê trò chuyện xong rồi. Người bạn này đang nấu ăn xong rồi. Nói chuyện một hồi xong quên mất tiêu. Đó, rồi. Bây giờ nhớ phát hiện ra đây, kiểm tra cái đồ ăn sáng này, kiểm tra cái bánh. That's good. Cái sandwich. Cháy đen nè, một bên cháy đen, một bên thì ok. Đó. Thì cái chỗ này là dạng chỗ nấu ăn tập thể nè, tức là cái câu lạc bộ, những cái thành viên trong câu lạc bộ thường là sẽ người ta sẽ đến đây để nấu ăn hoặc là bữa tối á, đốt lửa, một cái đống lửa lớn rồi mọi người ngồi xung quanh ha. Nó đây là một cái bếp lò giống như cái rất là lâu đời, cái kiểu rất là lâu các bạn. Nhìn rất là okay, see you later. Mình rất thích một cái gì đó dạng là nó hơi cổ, nó hơi cũ kỹ, nó hơi ngày xưa. Mình cảm giác rất là thích thú ha. Rồi bên đây thì mình với bạn mình đi qua cái chỗ mà ban quản lý, chỗ mà cái cổng á, bán vé á, chụp hình đồ, nói chuyện đồ chơi với lại mọi người ở đây ha. Ok, video đến đây là hết rồi. Thì nếu mà thấy hay thì các bạn để lại bình luận của mình, đăng ký kênh giúp mình nha. Ok. You never know. Yeah.